Chào mọi người, hôm nay lại là máy cắt gỗ hàng bại của thương hiệu Sunlay nè anh em. Máy mài, máy khoan có hết nha anh em. Đó, dòng này thì bây giờ Minh Châu còn một ít gom ra đây để cho anh em mình, ai có nhu cầu thì ủng hộ ha. Sử dụng những dòng như thế này, anh em mình sử dụng là tuyệt vời luôn. Dòng cắt gỗ của thương hiệu Mỹ Sunlay nha anh em. Dòng này thì bao cho anh em xài thoải mái luôn. Những con máy ở đây đều bảo hành cho anh em 12 tháng hết, hàng bại nha, không có hộp nha, hàng cũ không hộp nha anh em. Nhưng mà bại mới chưa qua sử dụng luôn em, bảo hành cho anh em 12 tháng hết toàn bộ nha, cái nào cũng vậy hết. Trên thì như video vừa rồi thì Minh Châu lên video vừa rồi thì có một số anh em bình luận là bán mắc hơn những cửa hàng khác anh em, nhưng mà ở Minh Châu bán một con máy như thế này 800.000 tặng thêm một cái lưỡi cắt gỗ của thương hiệu Makita nha anh em. Nhưng mà anh em kêu là mắc thì hôm nay sẽ chương trình tặng lưỡi là bán hết thì không bán nữa, là vâng về lại thì bán con máy không nha anh em. Con máy không như thế này ha, mới đó, chưa qua sử dụng luôn, hàng bại không có hộp nhưng mà chưa qua sử dụng nha anh em. Một máy như thế này hôm nay là 650.000, một máy cắt gỗ 650.000 nha anh em. Đây ghim điền để anh em mình nghe tiếng máy này, chất nha, bảo hành 12 tháng, chất chơi người dơi luôn anh em. Điền là 220V này, zin nguồn luôn, 220 chứ không phải là điền 110 nha anh em, yên tâm sử dụng ha. Đó, về là cắm vô là xài luôn, điện thông dụng Việt Nam luôn, 220V, 50Hz, công suất là 1600W, tốc độ là 5500 vòng trên 1 phút. Một con máy này, anh em thấy phần thân này, lớn cực kỳ luôn em, ổ than hai bên này ha. Đó, phần mâm đĩa rất là chất lượng luôn em, 650.000 nha anh em. Một máy như thế này ha, 650.000, rồi cắt gỗ xong, máy mài này. Đây, máy mài anh em, một con máy mài như thế này ha, 550.000 anh em, chất chưa? À, công suất của máy mài là 750W anh em, điện là 220V cho đến 240V, 5 đến 60Hz. Sử dụng đá là 1 tấc này anh em. Đó, tốc độ là 12.000 vòng anh em ạ. Những con máy mài này anh em nhìn đã không? Mới ô trời, cũ nhưng mà mới anh em. Cũ nhưng mà chưa sử dụng lần nào luôn. Quá đã luôn anh em, chắc chưa? Ok luôn. Một con máy mài như thế này anh em mình sử dụng chỉ có 550.000 ha. Có máng bảo vệ có đầy đủ luôn, khóa mở có đầy đủ cho anh em luôn này. Ok chưa, im ru không có tin nhung thừa, hàng Mỹ thì anh em yên tâm. Rồi 550.000 một con máy như thế này ha. Máy khoan cũng vậy luôn. Đây máy khoan hơi dơ một tí nhưng mà 550.000 một con này thì anh em kiếm không ra đâu. Đây thấy chưa, có khoan tường khoan sắt đầy đủ luôn, đầu 13mm này, điện là 220V 50Hz, công suất là 600W. Ồ dòng này 600W, tốc độ những con mà 600W này thì khỏi phải lo luôn. Này thì điện là 220V 50Hz, công suất là 600W anh em, tốc độ là từ 0 cho đến 2900 vòng trên 1 phút anh em. Đó, đầu 13mm này, anh em thấy không, có khoang tường khoang sắt ở bên trên luôn. Những cái con máy mà anh em nghe tiếng máy là anh em thấy thích liền, bởi vì con máy của hàng Mỹ thì anh em yên tâm luôn, cực kỳ êm. Đây anh em nghe tiếng máy này, gió này, quá đà luôn, có điều tốc luôn anh em. Đó, mình có thể tăng tốc từ từ, có đảo chiều qua về nè anh em ha, có đảo chiều đầy đủ. Dòng Sunlay hàng Mỹ thì anh em mình xài yên tâm ha, 600W nhưng công suất chuẩn khỏi phải bàn cãi luôn, bảo hành 1 năm cho anh em ha, hàng cụ bại nha, 1 năm bảo hành cho anh em này ha, 600W 550.000 anh em. Một con máy như thế này có khóa mở đầy đủ cho anh em ha. Ok chưa, một con máy khoan Sunlay có đầy đủ ha, như này không hộp nha anh em, hàng bại nha. Rồi những máy như thế này ha, máy thì vừa rồi thì Minh Châu lên 800.000 tặng lưỡi của Makita, một cái lưỡi nó 200-300 ngàn rồi anh em, nhưng mà anh em kêu mắc thì hôm nay bán hết cái lưỡi đó là nghỉ không bán nữa. Bây giờ con này là 650.000 đó anh em, vậy là rẻ chưa, đã vừa ý anh em chưa, quá ok rồi đúng không. Nhưng anh này khác thì có thể là nói là mình sẽ khó chịu hơn đúng không, nhưng mà Minh Châu thì không, những bình luận đó có thể giúp cho Minh Châu cải thiện được cái cách phục vụ được chu đáo hơn, được ok hơn cho anh em ha. Bình luận nào vẫn tiếp nhận vẫn ok, cảm ơn anh em đã quan tâm, vì anh em quan tâm thì mới có bình luận để Minh Châu có thể phát triển tốt hơn ha. Rồi video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, chào tạm biệt mọi người.